Em rất là nhiều anh em đã liên hệ với mình là tại sao mà không lên cái dòng 9HB, 13HB rồi là 15HB. Thì hôm nay đến hẹn lại lên, mình lại tiếp tục review cho anh em là ba cái model đến từ thương hiệu bia nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc là từ 9HB, 15HB và 13HB. Trong cái chương trình hôm nay sẽ có rất là nhiều ưu đãi cũng như về cái giá cả thì rất là cạnh tranh. Thì anh em nào đang quan tâm sản phẩm này thì hãy theo dõi video và hãy đăng ký kênh cập nhật những video mới nhất. Và bây giờ thì em Minh sẽ review cụ thể cho chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì em Minh sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng nhập khẩu nguyên chiếc của máy Hàn Quốc, máy nổ bia. Trọng lượng của máy này là 15kg nhá. Và dung tích xi lanh của nó là về công suất của nó thì lên đến là như vậy là 420cc. 420cc ha. Tất cả đều sử dụng ở hệ thống giật nổ ha. Và nhớt của nó thì sẽ lít, có nghĩa là nó sẽ hơn 1 lít nhá. Và tất cả đều bảo hành là 12 tháng ha. Với cái chiếc máy này thì phải nói là đẳng cấp luôn. Trước này, máy phát điện này và nó sẽ làm việc ổn định và mạnh mẽ hơn, mang lại cái hiệu quả là tối ưu hơn cho tất cả anh em khi sử dụng cái dòng máy bia 420 này. Một con máy này cực kỳ là mạnh nhá. Như vậy là em mình cũng đã quay rất là gần cảnh cho mình xem luôn. Lốc máy này làm rất là đẹp nhá. 420 tức là nó là 15HB. Đấy, thì như vậy là anh em có thể là liên hệ với mình để được cái giá tốt nhất nhá. Cứ alo cho mình. Và giá của nó là 3.999.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc nhá. Ở đây tất cả đều có báo nhớt nhá. Và lốc máy của nó thì anh em cũng biết là nó cực kỳ là dày. Nó làm hàng rất là đẹp nhá. Thương hiệu bia của Hàn Quốc ha. Nhiều cái dòng bia của Hàn Quốc em mình đã bán rồi. Và tiếp theo thì em mình sẽ review cái dòng máy 13HB. 13HB này thì như vậy là được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Nhật Bản nhá. Và tích hợp những cái tính năng rất là vượt trội để tiết kiệm nhiên liệu, cũng đáp ứng trong cái nhu cầu như là bơm nước, phát điện này, với máy sới này, chân vịt và chạy tàu, chạy ghe vân vân. Thì tất cả những anh em nào mà đang quan tâm cái sản phẩm máy 13HB thì cứ liên hệ cho em mình. Con này thì công suất là về xi lanh của nó thì 390cc và bình xăng của nó là 6.5 lít. Và dung tích mà sử dụng lít thì nó khoảng tầm 1 lít nha anh em. Và máy này thì có trọng lượng là 27 cân. Một con máy nổ bia 13HB trọng lượng là 27 cân. Và bảo hành của hãng là 12 tháng. Và nó là sử dụng là động cơ là giật nổ nha. Đây, động cơ giật nổ nha. Đây, bên này lốc máy của nó làm rất là đẹp. Đấy, thấy là cực kỳ đẹp không ạ? Đấy, có báo nhớt nha. Sản xuất đời 2024. Máy thì hàng chất lượng và chính hãng. Và con này nó nặng đến 27 cân. Cốt thì sử dụng cốt của nó là cốt thẳng nhá. Và cốt của nó là cốt 25. Về cái phần bô gió này, bô lửa này làm rất là dày. Và nó sử dụng, đặc biệt là những cái dòng máy này thì nó sẽ sử dụng là như vậy là bình xăng thương hiệu của Huji của Nhật luôn. Một trong những cái bình xăng cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Thì với cái chất lượng của máy này thì anh em mình cũng biết rồi. Hiện tại thì em Minh đã bán rất là nhiều những cái dòng máy bia của Hàn Quốc từ 6.5, 7.5, 2.30. Và hôm nay thì em mình lên cái dòng 9HB, 15HB và 13HB với cái tiêu chí bán hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh. Thì bây giờ em mình sẽ cùng anh em test con máy như vậy là bia, như vậy là 9HB này. Anh em mình thêm áo xong là alo cho mình ha. Có nhu cầu thì cứ alo cho mình ha. Với con 19HB này thì em mình cũng đã đổ nhớt rồi ha. Và bây giờ mình em sẽ tiến hành như vậy là cũng kéo cái e về đây. Nó thì sử dụng với những cái động cơ bình thường thôi. Và công tắc thì mình bật on, tức là mình bật xuống ha. Và mình sẽ tiến hành như vậy là giật nổ. Và mình khi mà giật nổ thì mình sẽ gạt nó lại ha, mình trả cái e lại. Nói chung là nhớ cái máy này nó rất là nặng nhá. Nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái sử dụng bằng xăng này, động cơ xăng này thì nó cực kỳ là nhẹ nhàng. Đây anh em xem này. Rất là nhẹ nhàng. Với cái máy 9HP nhưng mà rất là nhẹ nhàng khi mà mình khởi động máy ha. Đấy. Đây. Đây là mình điều chỉnh ga. Ga là mình điều chỉnh thấp nhất ha. Và mình có thể tăng lên ga đây. Mạnh mẽ
máy rất là nhẹ nhàng nhá. Khi mà mình sử dụng á, mình bật công tắc xuống này, mình gạt cái EV này, mình kéo nhẹ nhàng nhá. À, mình tải đây lại. Đây, à nó nổ rồi. Rất là nhẹ nhàng nhá. Đó. Ngoài ra thì em Minh còn rất là nhiều. Hôm nay thì đây máy cắt cỏ này. Máy cắt cỏ của Mazda nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan này, nòng 40. Con này mới là con đẳng cấp này, em Minh đang toàn thanh lý cực kỳ dễ luôn. Đấy. Mazda 4. À. À, đây, hôm nay là em Minh review cho anh em con 9HB, 15HB và 13HB à, giá rẻ nhất thị trường Việt Nam. Và tiếp theo là em Minh review cho anh em cái mẫu máy cắt cỏ Mazda nhập khẩu Thái Lan nòng 40. Anh em thấy là cái máy này rất là đẹp nhá. Đây, Mazda này. Mazda này là giá của thị trường của nó đang là 2,2 triệu, 2,3 triệu. Hôm nay em Minh giảm tới 6-700 ngàn một cái. Còn về có 1,599 triệu. 1,599 triệu là anh em đạt sở hữu con máy Mazda nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan này anh em. Đây. Đây. Hôm nay em Minh bán cái dòng Mazda này là em Minh đi không kịp hàng. Bởi vì nó quá rẻ luôn. À. Con này là nó sử dụng là như vậy là tự lực giật cho nên là nó cực kỳ nhẹ nhàng. Đây này. Thấy chưa? Quá nhẹ nhàng luôn này. À, này, anh em thấy này, này. Anh em thấy này ngóc này, nó nhẹ nhàng cỡ này này. Đây. Đây. Anh em thấy này nó cực kỳ nhẹ nhàng này. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Quay sát vào đây, quay sát đây. Đây. Đó. Mazda này. MC430. Nó là sử dụng là nhớt 2 thì nhá. Nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Những cái dòng này thì nó sẽ đời mới nhất, nó là trợ lực giật rồi. Cho nên nó rất là nhẹ nhàng khi mà giật này. Chưa? Chưa có một con máy nào mà nó nhẹ thế này. Đây, nó cực kỳ là nhẹ nhàng. Đó. Rất là đẹp. Con này hiện tại em Minh bán về là 1,599,000. Hôm nay em Minh đi là nhiều lắm. Đây thương hiệu Mazda đây. Mazda nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Hàng Minh đóng đi là rất là nhiều. Bởi vì Minh bán hàng là Minh rất là uy tín rồi. Nó có cần này. Nó có cần đầy đủ này ha. Đây thương hiệu của Mazda nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan là đây anh em này. Con này mới gọi là con đẳng cấp này. Thương hiệu của Mazda 430 này á thì nó sẽ đóng gói như vậy trong cái thùng này. Và ở ngoài thì nó sẽ là có cần của nó ha. Nguyên bộ của nó MC430 nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan này. 42.7cc, 1,25kW và hai lưỡi của nó là 255mm. Và trọng lượng của máy này thì vừa cân, mình vừa cần và vừa máy thì nó khoảng rơi vào tầm 7kg nha anh em. Đó. Thì tất cả máy thì đều được bảo hành là 12 tháng động cơ. À, như vậy là hai thì này. Ở đây thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện. Ở đây thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện này. Rồi, đây. Nó nhập nguyên chiếc của Thái Lan này mọi người. Đây, Thái Lan ha. Đây, Thái Lan này, Mazda của Thái Lan nha. 100% là hàng của Thái Lan. Hàng này cực kỳ xịn sò cho anh em này. Đây, về thông số, về kỹ thuật này đây. Anh em thấy này, đó, Thái Lan ha. Con này thì em Minh bán được nhiều. Bởi vì cái giá này nó quá rẻ với anh em. Phụ kiện máy thì đi kèm có chắn lưỡi bảo vệ này ha. Rồi là một cái khung máy này. Đó. Rồi là tay nắm này, hai bên tay phải này. Có đai đeo này. Rồi là có bình pha nhớt này. Có phiếu bảo hành của hãng này. Đó. Rồi là có phụ tùng mở lục giác, mở buri. À, đầy đủ ha. Nó nằm trong này và có lưỡi đi kèm. Có lưỡi đi kèm luôn. Và máy thì được bảo hành là 12 tháng nhá. 12 tháng thương hiệu của Mazda 430. Mẫu này thì mình bán nhiều lắm, bán phải nói là vừa rồi là khoảng tầm 11 ngày trước là mình lên clip rồi. MC430 Mazda. Bảo hành động cơ là 12 tháng và chương trình thì tặng kèm cho mình là một cái buri. Cái này chương trình tặng kèm một cái buri của máy cắt cỏ ha, đi kèm. Và tặng kèm cho mình luôn là một cái bát cước,
một cái bát cước thương hiệu của Mitsuyama. Bát cước này để mình gắn vào luôn, khi mà mình muốn sử dụng thì mình sử dụng cái này ha, bát cước luôn là mình tặng kèm chương trình này. Giá của máy cắt cò này về có 1.599.000 là miễn phí ship đầy đủ phụ kiện. Và tiếp theo là mình review cho ba cái sản phẩm nữa này. Đây. Đây là cái dây xịt thuốc 50m thương hiệu cá sấu nhập khẩu của Thái Lan. Đây. 50m nhá. Loại này thì loại 33 bố nhá. Dây dẻo, cực kỳ dẻo luôn. 50m bảo hành 12 tháng đổi mới, có nghĩa là trong quá trình sử dụng mà bị phù hay là bị lỗi của nhà sản xuất thì bên em mình là hoàn toàn đổi mới cho anh em mình. Như vậy là đổi mới hoàn toàn là đổi một trong vòng 12 tháng cho anh em nhé. Trong vòng 1 đổi 1 12 tháng. Ở đây thì anh em cũng thấy này, dây này là dây cực kỳ dẻo ha, chống xoắn này. Đấy, và trong sử dụng trong 12 tháng mà máy lỗi, dây lỗi là bên em hoàn toàn đổi mới cho mình nhé, đổi mới hoàn toàn. Đấy, nó cực kỳ dẻo luôn và bộ dây này là 50m. Đây. Hiệu này là thương hiệu cá sấu của nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Giá hiện tại em mình bán về là 450.000. 450.000 là bao gồm là miễn phí ship cho anh em. Thế có nghĩa là hôm nay em mình lên như vậy là giới thiệu ba cái model. Đầu tiên là model máy nổ thì sẽ có 9HB. 9HB giá là 3.7 triệu ha. 3.7 triệu tặng bình nhớt. 15HB là 3.999.000 tặng bình nhớt. 13HB giá là 3.8 triệu tặng bình nhớt. Tất cả đều bao ship. Và máy cắt cỏ MC Makka của Thái Lan nhập khẩu 430, giá về là 1.599.000. Và đặc biệt là như vậy là bán kèm cho anh em bộ dây 50m bảo hành 12 tháng lỗi đổi 1, giá về là 450.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Tất cả hàng của em mình là đều miễn phí ship và giao đến tận nơi anh em mình mới thánh tiền. Anh em mình mới thanh toán tiền tại nhà ha. Đây hôm nay máy cắt cỏ này, đầu nổ ra turbo này, đầu nổ buni này, em anh đóng hàng không có kịp. Bởi vì là với tiêu chí bán hàng chất lượng và giá cả cạnh tranh như thế này thì hầu như là anh em không tội gì để mua những cái chỗ mà đắt quá, đúng không ạ? Chế độ hành của bên em rất chu đáo. Thì anh em cho em xin một like, một đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất ha. Hôm nay em mình tranh thủ lên clip này, mong được anh em ủng hộ. Anh em cần tư vấn rõ hơn cứ alo cho mình ha. Và hãy đăng ký kênh, nhấn nút like, cũng như là anh em có đã từng mua hàng của em mình rồi thì cho mình xin một cái comment bình luận dưới cái video ha. Và bây giờ em mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại anh em.